Chào. Alo, xin kính chào quý vị bất động sản Thiện Nhân. Hiện đang chào bán một cái lô đất ở trên Bà Rịa. Tôi đang đứng ở cái chỗ ngã 6 đường 3 tháng 2, đường Hùng Vương, đường Nguyễn Tất Thành, đường Võ Thị Sáu. Hiện nay tôi đang bán một cái lô đất là đối diện cái cây xăng Sài Gòn Petro đây. Đây là lô đất. Hiện nay thì cái lô đất này rất là thích hợp cho một ai đầu tư lớn làm cái khu trung tâm thương mại hoặc là showroom vân vân. Nhưng nếu như mua để phân lô bán nền thì cũng được. Hiện tại thì đang có hơn chục lô. Nếu như mà đất ở phía mặt tiền đường chỗ Võ Thị Sáu ngay chỗ Bùng Binh đây thì giá là 25 triệu một mét. Ở phía bên trong thì 21 triệu. Ở phía mặt tiền đường 3 tháng 2 đây thì là 22 triệu. À, nói chung là diện tích giá cả là khoảng 25 triệu một mét vuông đổ lại. Đây là ngã 6. Ngã 6. Ở đây là đường 3 tháng 2 chạy thẳng ra cao tốc đi Sài Gòn, Đồng Nai, sân bay. À, nếu như mà sân bay quốc tế Long Thành khởi công thì nó chạy thẳng lên vậy. Một khu vực rất là đẹp, rất là đắc địa. À, đây là một cái lợi thế lớn bởi vì xung quanh đây mai kia nó sẽ làm một cái khu dân cư, đường bàn cờ hết. Một cái vị trí này, dựng lên là có thể rất nhiều những chỗ khác người ta nhìn thẳng vào thì rất là đẹp, thích hợp cho ai làm trung tâm thương mại. Bởi vì là sở dĩ cái này là chủ đầu tư lúc trước là định làm trung tâm thương mại, nhưng nếu như làm như vậy thì lại số vốn lên rất là cao, họ không có đủ khả năng, nên bây giờ nó người ta muốn nhượng lại cho ai tiếp tục làm cái dự án này, hoặc là nếu không thì mọi người có thể mua từng lô một cũng được, không sao. À, để giá cả và các cái thứ về giấy tờ pháp lý, diện tích từng lô như thế nào, mọi người có thể là alo cho tôi theo số điện thoại 0909 889 678 và 0915 699 112. Bất động sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị.